lại có thêm những Việt Á. Thưa quý vị và các bạn, chỉ là kiểm tra ngẫu nhiên, thanh tra đã phát hiện dấu hiệu chênh lệch giá gần 80 tỷ đồng trong các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, kit test và thuốc chống dịch ở thành phố Hồ Chí Minh. Y như vụ Việt Á, máy X-quang di động DR của hãng Philips là một thiết bị được nêu tên trong kết luận thanh tra về việc mua sắm trang thiết bị vật tư y tế, sinh phẩm, kit test, vaccine và thuốc phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh vừa được thanh tra chính phủ ký ban hành. Chiếc máy thuộc một gói thầu mua sắm thiết bị, đơn vị trúng thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và công nghệ kỹ thuật TNT. Chỉ có điều giá trúng thầu cao một cách bất thường, cụ thể cao gấp 4,67 lần giá vốn nhập khẩu với số tiền chênh lệch gần 19 tỷ đồng. Không chỉ một cái máy X-quang, chênh lệch giá xảy ra ở hầu hết gói thầu mua sắm. Kit tách chiết hóa chất dùng trong xét nghiệm COVID-19 cao gấp gần 3 lần so với giá vốn nhập khẩu, đẩy chênh lệch gần 6,7 tỷ đồng. Sản phẩm LG Mutin RA Virus Master 200 giá trúng thầu cao gấp 2,6 lần so với giá vốn nhập khẩu, chênh lệch gần 4,5 tỷ đồng. Ngay cả tại các gói thầu mua trang phục, khẩu trang y tế nữa cũng có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng với số tiền thiệt hại 6,3 tỷ đồng. Dấu hiệu thì y chang vụ Việt Á, vẫn là chuyện mua qua bán lại giữa các khâu trung gian, vẫn là chuyện nâng giá thổi giá, vẫn là lợi dụng hoàn cảnh dịch bệnh cấp bách. Và đằng sau nó, chắc chắn là dấu hỏi về những cú bắt tay gầm bàn, về sự chia chác, đưa nhận hối lộ. Số người liên quan trong đại án Việt Á giờ đã nhiều đến mức không còn đếm, không còn nhớ nổi nữa. Nhưng có lẽ Việt Á không hề là cá biệt khi còn có rất nhiều những Việt Á chưa bị phát hiện khác nữa. Sau các cuộc thanh tra chính phủ đã chuyển hồ sơ một số sai phạm tới Bộ Công an để điều tra xử lý hình sự. Cần phải mở ngoặc, đây là các cuộc thanh tra được thực hiện ngẫu nhiên ở tại một trong 63 địa phương với chỉ một số trong rất nhiều gói thầu mua sắm. Nhưng với xác suất sai phạm rất lớn, có cảm giác cứ sờ đến đâu là phát hiện sai phạm đến đó. Không phải ngẫu nhiên mà Quốc hội đã lựa chọn việc huy động quản lý và sử dụng các nguồn lợi phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 là nội dung giám sát tối cao trong năm 2023. Nếu được làm chặt chẽ, nghiêm túc, có thể coi đây là một cuộc kiểm tra toàn diện, một lần test để phát hiện những con virus trong hệ thống. Có lẽ cần một lần đau để loại bỏ virus, để bịt những lỗ hổng trong việc mua sắm, không chỉ đối với trang thiết bị vật tư y tế. Phan Huy Anh Vũ lấy tiền AIC mua loa, Trần Đình Thành làm từ thiện. Kính thưa quý vị, Phan Huy Anh Vũ, nguyên giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, giám đốc Sở Y tế Đồng Nai bị đề nghị tổng mức 19 đến 21 năm tù cho hai tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, nhận hối lộ. Trong phần bào chữa, tự bào chữa của luật sư, bị cáo ngày 27 tháng 12, luật sư của bị cáo Phan Huy Anh Vũ cho rằng tội danh nhận hối lộ của thân chủ không đủ yếu tố cấu thành do thiếu điều kiện về mặt chủ quan. Hội đồng xét xử sẽ xem xét ý kiến bào chữa của luật sư. Còn bị cáo Phan Huy Anh Vũ tự bào chữa rằng số tiền 14,8 tỷ đồng nhận từ bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn và công ty AIC đã dùng để chi vào những việc chung của bệnh viện. Cụ thể là thuê chuyên gia điều hành các tòa nhà hiện đại, các trang thiết bị thêm như loa gọi bệnh nhân. Để làm rõ khoản này không khó, Bệnh viện Đồng Nai thuê chuyên gia điều hành thì có hợp đồng, thuê bao nhiêu người, thời gian bao lâu, có trả tiền, nguồn tiền nào, trả bao nhiêu. Nếu Phan Huy Anh Vũ đã bỏ tiền ra trả khoản thuê chuyên gia thì hồ sơ, chứng cứ còn đó. Còn nữa, bị cáo Phan Huy Anh Vũ khai, khi bệnh viện đi vào hoạt động, bị cáo phát hiện ra toàn bộ khu vực phòng khám chỉ có một cái loa gọi chung. Như thế không thể đạt yêu cầu khi bệnh nhân đông, bị cáo dùng chính số tiền đó để thuê công ty đáp ứng được. Nếu có chuyện bị cáo Phan Huy Anh Vũ lấy tiền nhận từ công ty AIC để thuê công ty cung ứng loa thì đương nhiên còn lưu lại hồ sơ. Làm cho rõ lời khai này, ít ra cũng có thêm tình tiết để hội đồng xét xử cân nhắc khi lượng hình. Có điều, lời khai của Phan Huy Anh Vũ chưa thuyết phục bởi vì mua mấy cái loa và thuê chuyên gia điều hành tòa nhà e không đáng bao nhiêu tiền trong khoản tiền 14,8 tỷ đồng mà bị cáo đã nhận. Tương tự bị cáo Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai, khai dùng số tiền nhận của AIC dành phần lớn số tiền để làm từ thiện như tặng những người bạn chiến đấu năm xưa, những người già yếu, những đối tượng nghèo, bị chất độc da cam, tặng học sinh nghèo ở Đồng Nai, xây nhà tình thương. Luật pháp rõ ràng, minh bạch, cho dù là có bỏ tiền làm từ thiện như bị cáo Trần Đình Thành, mua sắm thiết bị cho bệnh viện như Phan Huy Anh Vũ,
thì cũng không thể vì thế mà trừ được hành vi nhận hối lộ. Cũng từ chuyện của hai bị cáo này có thể làm bài học cho các vị quan chức khác. Đừng bao giờ tham nhũng rồi đi làm từ thiện, đi cúng kiếng để cầu an hay đem ra mặc cả với tòa. Đã đến lúc các nghệ sĩ Việt cần nỗi sợ hãi mang tên phong sát. Quý vị thân mến, trong khi các nước trong khu vực có phần mạnh tay với các nghệ sĩ gặp lùm xùm về đạo đức, thì tại Việt Nam hầu như chưa có nghệ sĩ nào bị tẩy chay. Dù hàng năm xảy ra rất nhiều scandal và không ít scandal nghiêm trọng, làng giải trí Trung Quốc đang đứng trước làn sóng thanh trừng mạnh mẽ đối với giới nghệ sĩ. Hàng loạt cái tên sừng sỏ trong làng giải trí bị phong sát, đóng băng sự nghiệp như Trịnh Sảng, Ngô Diệc Phàm, Triệu Vi. Cả ba cái tên trên đều bị xóa tài khoản trên mạng xã hội. Các sản phẩm điện ảnh, truyền hình có sự tham gia của họ cũng biến mất hoàn toàn. Đây là động thái mạnh tay của giới chức Trung Quốc khi chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền văn hóa thần tượng trong những năm gần đây. Việc này nhằm răn đe những nghệ sĩ trẻ, trụ cột tương lai của nền nghệ thuật. Tại Hàn Quốc, nền giải trí lớn số 1 châu Á, các cuộc phong sát cũng liên tục diễn ra với các thần tượng trẻ. Công chúng chính là người quyết định hầu hết những cuộc thanh trừng này. Khi họ phát hiện các bằng chứng về vi phạm đạo đức, chỉ cần có một scandal về ứng xử hay một bê bối liên quan tới tình ái, họ đã dễ dàng đánh mất sự nghiệp và khó có thể trở lại làng giải trí. Ngay sau khi làng giải trí Trung Quốc, Hàn Quốc có những cuộc phong sát mạnh mẽ, trên các diễn đàn, nhiều khán giả đã đặt ra câu hỏi, nếu tại Việt Nam có một đợt phong sát như vậy, khán giả đã quá chán ngán với việc gây ra scandal rồi biến mất, sau đó lại biểu diễn như không có chuyện gì. Những cái tên có thể điểm qua như Minh Béo, Hoài Linh, Hiền Hồ, Rách, Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh, khán giả Việt đang bị coi thường bởi chính những nghệ sĩ như vậy. Cần phải khẳng định và hiểu rõ rằng, người nổi tiếng không chỉ phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật mà còn phải làm mọi cách để giữ gìn hình ảnh của mình. Bởi nếu không có người hâm mộ thì không ai biết bạn là ai. Cũng chính vì thế, khi nổi tiếng có nghĩa là bạn không chỉ sống cho riêng mình mà còn đại diện cho nhiều giá trị mà người hâm mộ tôn trọng. Không thể hoàn toàn nói và làm những điều mình thích mà không để ý đến tình cảm suy nghĩ của người hâm mộ và công chúng nói chung. Sự nổi tiếng này mang lại cho họ nhiều lợi ích chính đáng và hợp pháp như tài chính, sự ảnh hưởng hình ảnh. Bởi vậy, việc giữ gìn hình ảnh là điều nghệ sĩ rất cần phải làm. Chính vì vậy, cá nhân nghệ sĩ cần hành xử, ứng xử có trách nhiệm hơn, minh bạch hơn. Làm nghệ sĩ, ngoài việc bỏ công sức luyện tập thì ngày nay cũng cần có cách hành xử, ứng xử phù hợp. Trong bối cảnh nghệ sĩ quảng cáo thực phẩm tràn lan, các nghệ sĩ có những phát ngôn thiếu cẩn trọng đấu tố nhau. Các nghệ sĩ cứ nghĩ đẹp là có quyền thì phải thẳng thắn thừa nhận showbiz Việt không khác gì nồi canh hẹ. Chính vì thế, rất cần một cái thìa để răn đe. Bất cứ ở môi trường nào cũng vậy, nếu không có kỷ luật chỉ loạn. Rất may mắn là mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông đã đề xuất với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng quy trình xử lý người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, bao gồm ca sĩ, nghệ sĩ và nhiều thành phần khác. Vi phạm pháp luật sẽ bị cấm sóng, cấm biểu diễn, cấm mạng. Quy định này nên được diễn ra từ lâu, nhưng thảm muộn còn hơn không. Bởi thời gian qua, một số ồn ào ở showbiz khiến nhiều người có cái nhìn không hay về nghệ sĩ. Việc xử lý nghiêm các nghệ sĩ vi phạm sẽ mang lại công bằng cho những nghệ sĩ sống đẹp, hết lòng vì nghệ thuật của nước nhà. Nghệ thuật, nó mênh mông nhưng cũng đẹp lắm, rất đẹp và có giá trị giáo dục rất cao. Chính vì thế, đừng để những cái đen tối vấy bẩn. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.